Nói tiên xin chào tất cả các nam cầu thủ đam mê cá tường Trung Quốc. Hôm nay tôi lên đây một clip gồm 15 cây cầu nam, 15 cây cầu này 15 cây cầu chia cho anh em lua, thì sẽ có một số hàng chuẩn cho anh em lua lốc, lua gần. Hàng phần bên đây là chuẩn cho anh em bạo lực luôn. Rồi đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, hàng lỗ không clip em lên đó thì sẽ ăn lại. Rồi cảm ơn anh em. Tham khảo. Thì cây thứ nhất em lên cho người là một cây cần hàng của Fanbit cho anh em. À, hàng Fanbit thì cái này hàng của một thương hiệu của Mỹ đó, Fanbit con đại bàng nha mọi người. Phôi này thì đánh chắc khỏi bàn rồi, hàng sản xuất tại Taiwan. Thì cái này một cây hàng Fanbit nha, Fanbit cực kỳ dày luôn. Lô này thì đa phần kiếm lên Fanbit hết, chỉ có một cây một là fan thường thôi. Fanbit nha nè, Fanbit cực kỳ bóng luôn. Ngoại hình thì em bao em sạch sẽ rồi, không lỗi làm gì hết nha mọi người, keo rồi còn rất là mới luôn đó. Hàng nguyên zin anh em, hàng nguyên zin nguyên kiện, bu ok. Đó. Thì ngoại hình không có xuất sắc gì nhiều nha mọi người. Đó. Cây này độ cứng tầm khoảng L nha anh em. Chia cho anh em đi câu cá bóng đục nè, câu hanh cháp, đó, câu tôm. Dạng anh em câu cá lóc mà dạng đánh cảm giác á, câu mồi giả thì cũng rất là ok nha anh em. Đó. Thì cái này nặng là 98g, dài là 1m98. Đọt 1 ly 6, tải mồi từ 3,5g đến 10.5g, tải dây từ 4 đến 10 lb. Rồi, giá cái số 1, giá là 1 triệu 7 nha nè. 1 triệu 7 cái số 1, hàng bao đẹp nha. Phen cực kỳ bóng luôn. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 em lên cho mọi người là một dòng cần của Daiwa. Đó, vẫn một dòng cần Fanbit nha nè. Đó, Fanbit. Thì cây Daiwa Phantom nha nè, cây Daiwa Phantom. Đây, đó, hàng xịt trên nè, cực kỳ dày luôn. Keo chỉ còn ok hết trên nè, hàng nguyên xịt, nguyên kiện. Đó, bát là bát Taiwan nha mọi người, bát là bát Taiwan. Đây mọi người, Taiwan, hàng cũng sản xuất tại Taiwan, hàng Taiwan. Thì cái này là cái Taiwan Phantom nha em, cái Taiwan Phantom. Đó đây, đó. Cái này dài 2m7, độ cứng là UL. 2m7 độ cứng UL, fan là fan chân cao, fan ca. Fan xịt trên nè, bu là bu xịt luôn. Đó. Hàng chất liệu carbon, bao mới luôn. Phen cực kỳ đẹp nha mọi người. Đó. Khỏi chê rồi. Cây này về quẩn cho anh em câu hanh cháp nha nè. Câu hanh cháp, câu cá đỏng, cá lù đù, cá đục, cá bóng đục. Thì cái này dài 2m1, nặng là 120g, đọt 1 ly 8. Thì cái này nó sẽ tải mồi từ 5 đến 14g nha nè. Từ 5 đến 14g, tải dây từ 4 đến 10 lb. Đó. Anh em về có thể lua cá lóc mà dạng đánh màu giả nha mọi người. Màu giả không là câu phi, lua suối. Rồi, giá cây số 2, giá là 1 triệu 3 nha. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 em lên cho người là một cây hàng nội địa. Vẫn một cây hàng Fanbit nè. Đó, Fanbit đây, nhìn bộ fan từ xa nè. Cực kỳ gồng luôn nha mọi người. Đó. Đây, chất liệu carbon nha nè. Vẫn là chất liệu carbon, cán bằng. Bát là bát Pussy. Đó. Càng rất là đẹp nha mọi người, càng bao đẹp luôn. Cái này nên đánh lóc, đánh chẽm thoải mái. Câu cá măng, dạng cá măng cá suối, ok nha anh em, càng bao đẹp nhá. Cây con pet nha mọi người, đó đây. Quay lại chúng quay. À, quá trời đẹp luôn. Fan là Fanbit nha anh em, Fanbit. Bát là bát Pussy. Thì cái này nặng 150g, đọt 1 ly 7. Cái này dài là 2m28 nha mọi người, dài 2m28. Nó tải mồi từ 3,5g đến 17.5g, độ cứng tương đương với khoảng M. ML nha anh em, khoảng ML thôi nha. Đó, ML, tải dây từ 5 đến 12 lb. Rồi, giá công khai cây số 3, giá là 2 triệu 2 nha mọi người. Đó, cây số 3 giá 2 triệu 2, bao mới nha. Tiếp theo cây số 3. Cây số 4 chứ. Cây số 4 là một cây cắm gốc lỡ. Đó, cây cắm gốc lỡ. Hàng này hàng của Ryobi nha nè. Hàng Ryobi. Đây nè. Gốc ở đây. Thì bát là bát Fuji tem hoàng nha nè. Bát con luôn nha. Đó. Hàng Ryobi. Đây. Đó, độ cứng MH. Đây, thông số nó đây. Thì cái này dài 1m6, nó tải mồi từ 10 đến 50g, tải dây từ 8 đến 16 lb, tải mát là 4kg nha anh em, mã code đầy đủ nha, xuất hàng
Korea Sức Nhật, chất liệu liệu carbon. Thì cái này về anh em câu lốc, dạng câu lốc mà đánh bạo lực á, rất là chắc tay luôn, vì đây là hàng cắm gốc lỡ, bao chắc. Phen là bao ngầu nha anh em, phen là phen xít, phen cao nè. Anh em có thể đánh xin xi biển cũng được. Đây, rất là đẹp luôn nha mọi người. Phen ok hết nha anh em, bao lỗi lầm nha. Đó, bu bu chống sắn luôn. Đó, bu dạng bu này cao, chất liệu đều carbon. Đây nói sắn đây nè. Bao đẹp nha mọi người. Dạng cắm gốc lỡ. Đây, rất là đẹp luôn. Cứng này thì đánh bao đánh nha. Thì cái này nặng là 145 g, đọt 1.7, dài 1.8. Độ tải mồi từ 10 đến 50 g, tải dây từ 8-16 lb. Rồi, cây số 4 giá là 1.7 nha anh em. 1.7 với cây số 4 nha. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 lên cho mọi người là một cây dòng hàng nội địa đó. Vẫn một cây cắm gốc lỡ nha anh em, cắm gốc lỡ hàng cho anh em về đua đánh bạo lực. Thì cái này một cây Zenith đó. Zenith hàng nội địa nha anh em, hàng nội địa. Bát là bát Fuji tam quan. Đó, phen là phen Fuji Sit. Đây này, phen Sit nha mọi người. Đó, Fuji. Phen thì ok hết nha mọi người, không lỗi lầm gì hết. Thì po đây. Đó, nó có bị chạy chỗ này nha mọi người. Đó, chạy nha. Chạy xước nha mọi người, cái này chạy xước li ti nha. Đó, phần còn lại là ok hết nha anh em. Bu bu chống sắn nha mọi người, bu chống sắn bu Sit, phen là phen Sit. Thì cái này quẳng về cho anh em câu lô cá lóc dạng đánh bạo lực. Đó, dạng cắm cốc lỡ này đánh bao đánh luôn rồi, cá lóc, cá chẽm, cá vượt, cá măng. Đó, câu nhông. Thì cái này nặng là 155 g, đọt 2 ly, dài 2m04 nha anh em, dài 2m04. Tải mồi từ 7 đến 56 g, tải dây từ 10 đến 20 lb. Rồi, giá cây số 5, giá là 2.2 triệu nha anh em, 2.2 triệu cây số 5, một cây nội địa. Quẹ đánh lóc thoải mái nha anh em. Đó, test độ cồng nè. Đó. Đánh bao đánh nha. Rất là ok. Tiếp theo là cây số 6. Thì cây số 6 lên cho người một dòng cần Majorap. Dòng cần này em bán rất là nhiều luôn. Thì cây Majorap này một cây cần cắm gốc nha nè. Gốc ở đây đó. Còn gốc là mới nha. Đây chỗ này nó bị mấy cái dấu này do con mèo nhà em nó vào. Rồi đó sao nó vậy. Thì cây này của hàng China xuất nhật nha nè. Hàng Majorap đó. Thì dòng cần này thì dòng cần phen bớm nha nè, phen bớm, phen Fuji thôi nha mọi người, không phải là phen Sit. Đó, nguyên lô này chỉ có cái này là phen thường thôi. Đó, phen Fuji. Thì dòng phen Sit này đánh rất là ok, dòng phen Fuji cũng đánh rất là ok cho anh em. Đó. Đó mà phen Sit là giá cũng cực kỳ căng á. Thì cái này dài 2m1 nha anh em, dài 2m1, độ cứng là độ cứng H. Cần còn gấp là mở nha mọi người. Đây thông số nó đâu? Đây. Cái này dài 2m1, độ cứng H nha anh em, tải mồi mát là 42 g. Đó, tải dây BE mát là 30, từ 3 đến 8 BE nha anh em. Đó, BE là BE 38. Thì cây này về anh em đánh lóc, đánh chép, đánh cha thoải mái nha anh em, rất là bền luôn nha anh em. Đây, test độ cong đây. Đó, nhúng nhúng luôn. Phen bõm nha mọi người, phen bõm, phen Fuji Aquanai. Thì cái này nặng là 159 g, đọt 2.3 ly. Cái này dài 2m1, góc nó thu gọn, cái đọt này không đó, là dài là 1m69 nha anh em. Đó, tải mồi mát là 42 g, tải dây bia từ dây bia số 3 tới số 8. Rồi, giá cái số 6, giá là 1.500.000 nha anh em. Tiếp theo ra dòng bên đây, dòng đánh bao lực. Đó. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 em lên trong người là một cây dòng cần của Daiwa Phantom. Đó, cần này cực kỳ xuất sắc nha anh em, dạng siêu phẩm. Đây, nó có bị vết xước ở đây nha mọi người. Đó, bát nó chốc sơn nhẹ đây thôi. Đó, bát là bát đây qua. Đó, cắn mớp nha mọi người. Đây này, cái đọt đó đây. Đó, phen là phen Fuji Sit, phen bóm, phen 40, phen đời 340. Bộ phen này anh em ở Việt Nam săn rất là nhiều nè. Đó, săn quê dựng cần, lên cần đánh, bao đánh luôn. Đó, dòng phen cực kỳ ngầu nha anh em. Đó. Đây, xoay xa cho anh em xem. Cây này về cho anh em câu xin di biển không thôi anh em, dạng đánh cá, đánh lóc á, đánh lóc gần săn hàng. Đó, bao đánh nha mọi người, phen cực kỳ ngầu luôn. Thì cây này dài 2m4 nha anh em, dài 2m4, độ cứng là độ cứng H. Thì cái này tải mồi từ 28 g đến 112 g. Đánh xin di á, thì tải mồi mát là 150 g nha anh em. Đó,
tải dây là từ 16 đến 45 lb, tải bia từ bia số 4 đến bia số 8, hàng cực kỳ đẹp nha anh em. Đây qua phong tâm, dòng này sức cho chị thường nhật nha anh em, fan chỉ ok nha mọi người. Đợt này thêm về được 3 cây, lần trước 1 cây bán mất rồi. Đợt này về 3 cây, rất là đẹp luôn. Rồi em đọc thông số kỹ lại, thì cái này dài 2m4. Đọt đó, cái đọt này không thì nó dài là 1m87 nha mọi người. Nặng là 290g, đọt 2.8L. Thì giá cũng 2 cây số 7, giá là 2.3 nha anh em, 2.3. Bộ kem này không có ăn tiền nha mọi người, cần rất là mới luôn nha. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 nó lên cho người quẳng một cây tay qua phong tâm, hàng cho anh em săn hàng. Đánh lóc gừng. Dạng này dạng đánh lóc gừng này, đánh lóc gừng. Sân chẻm, sân măng. Con nhồng, con mú. Đây nè. Đây nè, nó bị dơ chỗ này tí nè, đó. Phần còn lại ok hết nha anh em. Bát là bát đai qua, bát đai qua, bát đời cao. Fan là fan chết chứ anh em, fan chết. Đề ba vẫn là đề ba 40 nha anh em, đề ba 40, bu xít bao chè, cực kỳ dày luôn. Fan ok hết nha anh em, không lỗi lầm gì đâu. Ngoại hình còn rất là mới luôn á. Cây hai khúc nha anh em, hai khúc. Test độ cong cho anh em xem luôn. Thì cây này nặng là 340g, đọt 2.5L, dài là 2m58 nha anh em. Dài 2m58, cây này tải mồi từ 21g đến 7 đến 680g. Tải dây từ 14 đến 40 lb. Đó. Rồi, giá cây số 8 giá là 2.5 nha anh em, 2.5 cây số 8. Hàng này về đánh bao lực khỏi chơi. Đó. Sao kỹ lên cho anh em xem. Rất là ok nha anh em. Đây, thông số này, đây qua phong tâm. Rồi, tiếp theo là cây số 9. Thì cây số 9 vẫn một cây hàng của Đai Qua Phong Tâm. Thì cây số 9 này hàng khủng rồi, hàng này chắc chia cho anh em lưu gần rồi. Lưu gần hôm nay đánh dạng lóc bông, cây cực kỳ cứng luôn. Lưu gần hôm nay đánh lóc bông. Đây, sau qua cái đồ mới cho anh em xem. Fan vẫn là fan shit nha, fan shit, fan fushi, chân đen. Bát vẫn là bát Đai Qua, dạng bát đời cao, cá mớp. Anh em, cây này dài 3m chứ anh em, dài 3m, độ cứng là độ cứng H. Fan đề 3 vẫn là 40 nha anh em, đề 3 40 ship. Rất là đẹp nha anh em, dạng siêu phẩm. Cây này đánh khỏi chê luôn á. Anh em tay to mấy cái này về anh em đánh là nắm đầu lo lên luôn. Thì cái này dài là 3m, nặng là 420g, đọt là 3 ly. Thì cái này tải mồi từ 280, tải mồi từ 28g đến 112g. Tải dây từ 16 đến 45 lb nha anh em. Đó. Giá cây số 9 giá là 3 triệu nha anh em, 3 triệu cây số 9. Rất là mới luôn nha mọi người. Fan ok hết nha, không lỗi lầm gì đâu. Đó, fan Fuji shit. Để 340. Rồi, tiếp theo cây số 10. Thì cây số 10 lên cho người là một cây hàng fan nòng súng đó, hàng luôn. Đây nè, phôi là phôi caro nha anh em, phôi caro đang dày đây. Đó. Phôi cực kỳ mới luôn. Đây, hàng này hàng tem riêu, hàng Japan. Đây, made in Japan. Cái này độ cứng là MH nha anh em, độ cứng MH. Phôi đọt nè anh em. Carbon cực kỳ đẹp nha mọi người. Fan là fan Fuji nòng súng nha anh em, dạng Fuji nòng súng. Bô Fuji chống sắn, phen dẫn là phen dẫn phen lá mọi người. Cái này thì đánh B 12 thôi nha nè, đánh B 12 thôi. Đây, dẫn Fuji nòng súng, càng rất là đẹp nha em, hàng nội địa, hàng Japan. Phôi tem riêu này thì bao chắc rồi. Càng thì xuất sắc rất là ít luôn, rất là mới luôn nha mọi người. Thì cây này em soi kỹ cho anh em ạ. Thì cái này nặng là 155g, đọt 1.7L. Tại vì cái này dài là 2m48 nha, 2m46 nha anh em. Dài 2m46, cái này tải mát là 40g nha mọi người. Tải mát 40g. Đây, test độ cộng nó này.
Đó. Vậy anh em đánh lóc mà thoải mái nha, đánh lóc, đánh chẻm, đánh nhồng. Đó, câu cá măng. Thì cái số mừng giá công khai là 2 triệu 2 nha anh em, 2 triệu 2. Fan ok nha anh em. Đó, phôi nhận phôi cargo nè, nó đang đang nè, nó. À, tiếp theo cái số 11 thì dòng cần bên đây là dòng cần của Smith nha anh em. Đó, Smith. Hàng Smith vẫn là một hàng nội địa nha mọi người. Đó. Thì tiếp theo là một cây cần hàng nội địa nha anh em, hàng Spence. Đó, vẫn một hàng tem riêu. Đây nè. Fan là fan chân cao nha anh em, fan chân cao, fan xít. À, đây nó có xuất sắc li ti nha mọi người. Đó. À, bát là bát thu si tem vàng. Cây này một cây cần tem riêu nha anh em, hàng tem riêu, hàng Spence. Đó đây. Thì cái này dài 3m3, tải mồi mát là 80g, tải mồi từ 50 đến 80g, tải dây từ 16 đến 30 lb. Đó, bê là bê 1.5 đến đây số 3 nha anh em. Đó. Hàng tem riêu nội địa Spence. Thì cái này nó có xuất sắc li ti nha anh em. Phôi carbon nổi gân này thì nó dễ xước xát lắm nha mọi người. Đó, vào nhẹ thôi nó cũng bị xước nữa. Nhưng mà được cái chất lượng nó bao chắc nha. Bu là bu chống sắn, bu là bu xít màu chè nha anh em. Phôi carbon này thì khỏi chê rồi. Phen là phen xít nha anh em, phen xít, phen chân cao, dạng phen của mấy cây lưu biển á. Đây, nó đây. Rất là ok nha anh em. Cái này dạng anh em đánh bạo lực này, đó, đánh bạo lực săn hàng đó, dài 3m3 mà cứng mh là rất là bạo lực luôn á, dạng đánh gần anh hay anh em câu lóc dạng địa hình rộng gạp đó, cho là câu lóc dạng địa hình rộng nha anh em, rất là cứng nha. Cây tem riêu nội địa Spence thì cái này nặng là 335g, dài đọt là 2 ly 8, dài là 3m3, tải mồi mát là từ 50 đến 80g, tải dây từ 16 đến 30 lb, tải dây be từ 1.5 đến 3. Thì giá công khai số 1 giá là 3 triệu 5 nha anh em, 3 triệu 5 cái số 11. Tiếp theo cái số 12. Cái số 12 vẫn là một cây Smith. Đó, cây Smith nha anh em. Thì cây số 12 này là một cây Smith hàng nội địa. Cái này dài 3m nha anh em. Bass là bass Fuji tam vàng Smith. Fan là fan Fuji Sid nha anh em. Đó, fan chân cao. Fan ca. Nè. Thì cái này tải mồi từ 10 đến 40g, tải dây từ 8 đến 20 lb. Thì dòng cần Smith này thì em bán ra rất là nhiều luôn. Đó. Phôi này, phôi Smith này dạng phôi là nó dịu nha nè. Phôi nó có cái độ nảy, độ cong nhất định chứ không phải là nó cứng đơ. Đó. Anh em về đánh thì rất là cảm giác luôn. Đó. Cặp con sáng nha nè. Phen là phen ca, phen xích. Dạng này về đánh lóc là khỏi chê là đâu hết. Đó. Đây nè, cái đồ diệu của nó đây, nó test cho anh em xem luôn. Thì cái này nặng là 220g, dài 3m, đọt 2 ly. Cái này tải mồi từ 10 đến 40g, tải dây từ 8 đến 20 lb. Giá công khai số 12, giá là 2 triệu 5 nha anh em. Đó. Tiếp theo cái số 13. Thì cái số 13 vẫn là một cây Smith. Được cái là cây này nó phủ một lớp sơn đen nha anh em. Đây. Cái này nó sân sân xanh đây, đó, hai cây khác nhau nha. Đó, thông số thì như nhau thôi, cái màu sơn thì khác nhau. Đó, ngay cả cái cán cũng vậy. Cái này vẫn dài 3m, tải mồi từ 10 đến 40g anh em. Đó, tem Smith. Fuji, bass Fuji, fan là fan chân cao. Fan ca. Anh em. Hàng đẹp nha anh em, ngoại hình còn rất là ok luôn. Đó, anh em cần báo em chụp hình cận cảnh cho anh em xem nha. Đó. Smith. Tải mồi từ 10 đến 40g, dài 3m, tải dây từ 8 đến 20 lb. Dạng này dạng đánh lóc, đánh chẻm, săn hàng, dạng đánh lóc. Nhá thiệt nha anh em. Đó. Phôi vẫn là phôi dịu nè mọi người. Đó. Có đầu nảy nha anh em, đó, cần nhịp nè. Ngoại hình mới nha mọi người, keo chỉ ok nha, không lỗi lầm gì hết, hàng nguyên zin. Cái này nặng là 220g, dài 3m, đọt 2 ly. Rồi, giá công khai cây số 13, giá là 2 triệu 5 nha. Tiếp theo cây số 14. Cây số 14 lên cho người quản một cây Smith. Cây dài này dài 2m7 nha anh em, dài 2m7.
Đây, xịt pen nha. Đó. Cái này sẽ có bộ phen là bộ phen bóm nha anh em, bộ phen bóm xịt. Đó, đề 340. Thì dạng này về cho anh em săn hàng, đó, lùa gần, câu lóc, câu nhét thiệt. Phen cực kỳ đẹp nha mọi người. Keo chỉ cái này thì ok nha anh em, bắt là bắt Fuji. Đây nè. Keo này ok nha. Đó. Thì cái này dài 2.7 tải màu từ 18 đến 100 g, đánh bạo lực, bao bạo lực, đó, đánh bao nhá thiệt luôn. Tải dây từ 12 đến 40 lb. Ừ. Phen xít nha anh em. Đó. Phen xít, phen bấm. Bu bu mao chày nha anh em. Đó, bu xít mao chày. Cực kỳ dày luôn. Mọi hình ok nha anh em, sạch sẽ đẹp đẽ. Chia cho anh em đánh bạo lực nha. Đó, cái này về chia cho anh em đánh bạo lực Lugan. Thì cái này nặng là 320 g, đọt 2.4 ly, tải mồi dài 2.7 m, tải mồi từ 18 đến 100 g, tải dây từ 12 đến 40 lb, cây số 14, giá là 3 triệu. Tiếp theo cây số 15, cây số 15 là một cây cuối cùng. Đó, khoảng là một cây hàng Smith. Đó, hàng Spen nha anh em. Spen. Đó. Cán móp. Cán móp, bát là bát Fuji anh em, bát Fuji, phen là phen Fuji nòng bóm, phen Fuji bóm. Xít. Đó. Keo ok nha anh em, keo ok nha. Keo này thì em bao đánh cho anh em nữa. Đó. Thì cái này dài 3 m, tải mồi từ 18 đến 60 g, tải dây từ 10 đến 30 g nha anh em. Đó. Từ 10 đến 30 lb. 30 lb là ra tầm khoảng 15 kg nha. Đó. Phen xít nòng súng nha, phen xít bóm. À, bu chống bu xít nó chày. Càng ok nha mọi người. Đây, rỉ rỉ tí không ảnh hưởng gì đâu nha. Đó. Rất là đẹp nha. Đây. Phen đây, đó. Bao đánh nha. Cái này về đánh nhái thiệt là khỏi chơi. Anh em Đồng Tháp luôn thôi, Long An á, đánh mấy cái này cực kỳ thích luôn. Thì cái này nặng là 300 g, đọt 2.6 ly, dài là 3 m, tải mồi từ 18 đến 60 g, tải dây từ 10 đến 30 lb, giá công khai là 3 triệu anh em. Đó, cây số 15, 3 triệu. Rồi, đó tổng cộng 15 cây cần em lên cho anh hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt để em lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.